Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nhận định của quốc tế về tương lai Việt Nam dưới thời tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Ngày 4 tháng 8, BBC tiếng Việt cho hay, ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư, quốc tế nói gì? Theo đó, sau khi ông Tô Lâm nhận chức Tổng Bí thư, nhiều trang báo quốc tế đã đưa tin về sự kiện này với những bình luận khác nhau. Lãnh đạo nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia đã gửi điện chúc mừng. BBC trích bài viết của hãng tin quốc tế dẫn nhận định của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự tạm ngưng của các đấu đá nội bộ trong đảng. Dù ông Lâm đã cam kết thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng, chiến dịch này có thể bị đình trệ bởi ông ấy có thể ưu tiên sự ổn định của hệ thống đảng trước kỳ đại hội năm 2026. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn lời giáo sư Taylor từ Đại học của Úc cho rằng việc ông Tô Lâm nhậm chức tổng bí thư không phải là điều bất ngờ ông Tô Lâm sẽ đặc biệt cảnh giác trong việc loại bỏ nhân sự không phù hợp trước đại hội 14, cụ thể là những ứng cử viên liên quan đến tham nhũng hoặc không đạt tiêu chuẩn của đảng. BBC cho biết, ông Tô Lâm được cho là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch đốt lò. Trong buổi họp báo sau khi nhậm chức tổng bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tiếp tục công cuộc chống tham nhũng theo phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng. BBC dẫn nhận xét của giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ cho rằng, chiến dịch đốt lò sẽ không biến mất bởi tham nhũng vẫn là một vấn đề ở Việt Nam và nguyên nhân nó sẽ tiếp tục tồn tại vẫn là chính trị. Ông Tô Lâm đã sử dụng chiến dịch này để loại bỏ các đối thủ và tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ tiếp tục sử dụng chiến dịch này để kiểm soát các đối thủ. Tình hình đốt lò sẽ không trở nên gây gắt hơn, nhưng chắc chắn cũng sẽ không hạ nhiệt vào lúc này. Và đây là hình tân tổng bí thư Tô Lâm. Điều mà nhiều tờ báo nước ngoài quan tâm là Liệu ông Tô Lâm có tiếp tục giữ chức chủ tịch nước hay không? Tiến sĩ Nguyễn Cát Giang cho rằng, nếu ông Tô Lâm từ chức chủ tịch nước, người thay thế ông sẽ là người từ quân đội chứ không phải một đồng nghiệp từ Bộ Công an. Điều này sẽ giúp cân bằng quyền lực của Bộ Công an trong nhóm lãnh đạo cấp cao, ông Giang nói thêm. Theo BBC, từ nay cho đến ngày đại hội 14 diễn ra, ông Tô Lâm chỉ còn khoảng 16 tháng ngồi ghế tổng bí thư. Khi đó, ông Tô Lâm sẽ hơn 68 tuổi chiếu theo quy định về độ tuổi tái cử vào Bộ Chính trị, ông Tô Lâm sẽ quá tuổi vào thời điểm đó. Giáo sư cho biết thêm, nếu ông Tô Lâm muốn tiếp tục tại nhiệm, ông sẽ phải được miễn tuổi nghỉ hưu, bắt buộc là 65, có thể viện dẫn việc ông có quá trình công tác xuất sắc. BBC trích nhận định trên hãng tin quốc tế khác. Theo đó, ông Tô Lâm nhậm chức tổng bí thư đúng vào thời điểm quan trọng của Việt Nam, khi đang trở thành quốc gia sản xuất và hưởng lợi từ chính sách của các doanh nghiệp quốc tế về đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Giới đầu tư ngày nay lo ngại khi các quan chức cấp cao của Việt Nam liên tiếp mất chức mà không có lý do cụ thể. Và đây là hình cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Việc ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí Thư phần nào cho thấy Việt Nam đang dần ổn định hơn về mặt chính trị. Tuy nhiên, hãng tin quốc tế cũng cho rằng việc ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư có thể làm dấy lên thêm lo ngại về các quyền tự do dân sự ở Việt Nam. Vẫn theo BBC, trước đó trong bối cảnh tổng trọng vừa qua đời và quyền lực của Tô Lâm đang lên vào ngày 31 tháng 7, ông Claudio, đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Liên minh châu Âu, nhận định với một hãng tin quốc tế rằng sự gia tăng quyền lực của ông Tô Lâm không phải một tin vui cho nhân quyền. Ông nói thêm sự đàn áp và không hề khoan nhượng của chính phủ Việt Nam trước những chỉ trích cũng như sự thù hằn đối với các quyền dân sự và chính trị cơ bản sẽ gia tăng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhận định của quốc tế về tương lai Việt Nam dưới thời tân tổng bí thư Tô Lâm Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhiều nghị sĩ Mỹ đồng tình với quyết định không thông qua quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Ngày 3 tháng 8, VOA Tiếng Việt cho hay, giới lập pháp Mỹ hoan nghênh việc không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Theo đó, vào ngày 2 tháng 8, các nghị sĩ Hoa Kỳ đã hoan nghênh quyết định của Bộ Thương mại Mỹ về việc không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, trong khi Hà Nội lên tiếng rằng họ lấy làm tiếc về quyết định này. VOA dẫn lời Thượng nghị sĩ ở bang Louisiana, Bill Cassidy nhận xét rằng, Việt Nam không phải là nền kinh tế thị trường và quyết định ngày hôm nay khẳng định thực tế đó. Đây là một chiến thắng cho những người nuôi tôm, cá da trơn ở bang Louisiana và việc làm cho người Mỹ. Và đây là hình bài trên VOA. Ông Cassidy lập luận rằng Việt Nam không có nền kinh tế thị trường vì đồng tiền Việt Nam không được tự do chuyển đổi, thiếu quyền lao động và có sự can thiệp sâu rộng của nhà nước vào nền kinh tế. VOA trích trang X của Thượng nghị sĩ Tom Cotton, bang Arkansas viết rằng, việc xem xét này là một ý tưởng tội mà lẽ ra không nên được xem xét ngay từ đầu. Ông bày tỏ rằng, việc Việt Nam tiếp tục bị xếp vào diện nền kinh tế phi thị trường là một thắng lợi cho bang Arkansas, đặc biệt đối với công nhân ngành thép và người nuôi cá da trần. VOA trích dẫn trang X của dân biểu Hạ viện Mỹ Rick Crawford ở bang Arkansas viết rằng, Điều này lẽ ra nên là một cuộc tranh luận ngay từ đầu Việt Nam là một nước cộng sản, nơi doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Và đây là hình thép Việt Nam là một trong những mặt hàng bị DOC áp thuế cao. Dân biểu Carl Ford lập luận rằng, nếu trao quy chế nền kinh tế thị trường cho Việt Nam, sẽ khuyến khích các hành vi độc hại như bán phá giá thép, kiểm soát giá cả và mở đường cho Trung Quốc lợi dụng Việt Nam làm bằng đạp để lách các lệnh phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ. VOA cho biết, ngày 2 tháng 8, Bộ Thương mại Mỹ DOC ra tuyên bố rằng, họ quyết định Việt Nam tiếp tục bị xác định có nền kinh tế phi thị trường. Điều này nhằm mục đích phục vụ cách tính thuế chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. VOA trích tuyên bố của DOC rằng, kết luận này có nghĩa là phương pháp được sử dụng để tính thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam không thay đổi. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao và trân trọng sự tham gia rộng rãi của các ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ cũng như của chính phủ Việt Nam vào quá trình minh bạch và bán tư pháp của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra dựa trên quá trình đánh giá kỹ lưỡng tất cả các ý kiến được gợi đến. VOA cũng cho biết vào tháng 9 năm 2023, vài ngày trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden, chính quyền Việt Nam đã gửi đơn đề nghị Bộ Thương mại Mỹ xem xét về việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên. Theo VOA, từ tháng 10 năm 2023, Bộ Thương mại Mỹ đã tiến hành quá trình xem xét yêu cầu của Hà Nội. Trong thời gian đó, họ đã nhận được hơn 36.000 trang đóng góp ý kiến từ các ngành sản xuất nội địa của Mỹ cũng như từ chính phủ Việt Nam. Vẫn theo VOA, ngay sau tuyên bố của DOC ngày 2 tháng 8, Bộ Công Thương Việt Nam lấy làm tiếc về quyết định trên và nói thêm rằng họ sẽ nghiên cứu, phân tích các lập luận trong báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam của Bộ Thương mại Hoa Kỳ để bổ sung, hoàn thiện lập luận và sẽ gửi hồ sơ yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét lại nhằm cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mối quan hệ này được nâng cấp trong chuyến thăm Việt Nam của ông Biden hồi tháng 9 năm 2023. VOA cho biết thêm, hàng chục nhà lập pháp lưỡng đảng Hoa Kỳ trong đó có cả thượng nghị sĩ Sheridan, ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng yêu cầu DOC không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam do chưa hội đủ các tiêu chí theo luật định của Mỹ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Nhiều nghị sĩ Mỹ đồng tình với quyết định không thông qua quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết. Và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thảo Báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.